anh nói chuyện khá hài hước, vui nhộn, thường những người lắp máy tính như thế nào đó, nhưng mà anh chắc là khô khan hả, nhưng mà Hoàng hài hước hơn đó hả? Hoàng hài hước hả? Hoàng hài hước. Vâng đúng không? Vâng. Hoàng hài hước. Gì? Sao cười ghê vậy? Nào. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với những buổi livestream thứ 6 hàng tuần của Hacom, và mình và Hoàng lại tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Thì hôm nay đó chính là chúng mình sẽ build bộ PC ITX. Cái vỏ cây này thì rất là đẹp, rất là xịn, nó là mà nó rất là bé. Vâng, cái vỏ cây này thì là vỏ cây cực là bé luôn, Zombo V11 đấy. Thì cái vỏ cây này 20 phân. Vâng, chị Phương cầm xem nó có thế nào, chị cầm thấy chất lượng build nào. Nặng phết đúng không? Vỏ thì hoàn toàn là bằng nhôm rồi. Bằng nhôm này sẽ có những cái phần mà cái nhôm này nó không kiểu bị thô quá, nó không nhôm này là nhôm phay xước ấy. Nhôm phay xước. Nó không bị sờ, nó không bị sợ ấy, có nhiều cái kiểu nhôm nó trắng xóa xong rồi xước ghê, sờ bị ghê tay ấy. Chiếc main này đó là ROG Strix B660i. Giờ ra mọi người nào. B660i, cái chiếc mainboard này thì là 6 triệu. Đây là chiếc mainboard duy nhất, thì mình biết đây là chiếc mainboard duy nhất trong dòng B của Asus có hai lỗ là 1200 và 1700. Đấy, thế nên là anh em có thể lựa chọn tùy cái. Nhưng mà với chiếc mainboard này thì mình đang có cái tản nhiệt đằng kia là hỗ trợ cả 1700 nữa, nên là thoải mái vô cùng. Cái tản nhiệt ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt. Đây là Zonmo với mã là HX6200D. HX6200D. Đây là một chiếc tản nhiệt mini ITX, tức là nó thấp. Bạn Trung Hiếu bảo là bộ này dùng RTX gì với AD. Thì mình thấy rằng là 3070 cũng đã khá là rẻ rồi, thế nên là mình đã chọn là chiếc RTX 3070 ở đây nhá. Và với một chiếc cặp hình, một cái vỏ cây này hỗ trợ lên tới là cái cạc dài là 30cm. Đấy, nhưng mà 30cm thì nó lại nhưng mà cái con cạc tuff ấy, tức là RTX 3070 tuff ấy, thì nó lại 29,9cm. Mình hơi sợ một chút nên mình đã không chọn chiếc cạc đấy. Mình chọn phiên bản KO của chiếc cạc này. Bạn Joseph bảo là 28 triệu cả ghia cả màn, được mắc cạc nào? 28 triệu cả ghia cả màn thì 5 triệu cho màn, 3 triệu cho ghia. Thì tầm đấy, tức là bạn sẽ còn khoảng tầm 20 triệu cho cạc. Cạc thì bây giờ 10 triệu anh em có thể kiếm được một con 3050, hoặc là nếu mà khó ấy, nếu mà nên ấy thì là 2060 anh em nhé. Tốt nhất là 2060. Tầm đấy là rất là ok rồi. 28 triệu mà có được 2060 là quá là tuyệt vời. Tiểu. Nó tản nhiệt đúng không? Từ từ cho các bạn xem là cái sau khi mà chị Phương lắp như này rồi, nhìn trông có đẹp đẽ không? Nhìn trông có gọn gàng không? Có, trông nó rất là tông sệt tông với nhau ấy. Đẹp đúng không? Nhỏ, tôi biết nhỏ. Bạn Tuấn Vũ Phạm bảo là thích có con chuột nào Logitech dưới 1 triệu ngon không anh Hoàng? Thì anh em bây giờ cố gắng tìm được chiếc đó, chính là chiếc Logitech G Pro. Nhưng mà G Pro phiên bản có dây nhá. Cái con đấy là con có thiết kế của G102, nhưng mà build thì chất lượng hơn rất là nhiều, và mắt đọc cũng chất lượng hơn rất là nhiều. Con đấy thì là có một dáng cập rất là ổn và được tin tưởng với rất nhiều người dùng. Còn nếu mà anh em mà không muốn mua cái con giống như là con G102 ấy, thì có thể lựa chọn những chiếc sản phẩm như là G403 này, G402 này. Tầm này bây giờ đang có rất nhiều những con chuột như thế, giá sale tầm thế vậy rồi, và cũng khá là ok cho việc sử dụng chơi game anh em. Hả? Chưa nào. Đây nhá, nó sẽ là như này. Anh em có thể để ý, lưu ý rất là dễ dàng này, là cái cục máy như này đúng không? Và cái cục tản nhiệt nó thiết kế rất là dễ dàng để cho anh em nhận biết, chị thấy không? Đấy, nó sẽ để chắn cái cục tản nhiệt này. Ok chưa? Ở đấy cái thảm vào thôi. Tù Vũ bảo là cho em hỏi là em đang dùng cạc 3060 Duo chạy cái main Rockstrix B560G, bật máy có hiện tượng đèn LED Vega báo trên main, máy chạy bình thường, khởi động lại là hết. Thấy báo khi dùng cạc không bật màn là bị lỗi phải không, hay do cạc em hỏng? Có thể có khả năng là do đang sự thiếu tương thích giữa cái gọi là PCIe, có khả năng thế thôi nhá. Nhưng mà bạn nên thử reset BIOS này cả, xong tiếp theo là cài lại driver này, vân vân để test xem là nó là vấn đề ở chỗ nào. Nhìn trông đúng một khối không chị? Fan cắm đây, fan CPU fan nhá, đừng phải không phải ốc này... Ok, cái này bên trên này không có cái ốc nào hết mọi người, bởi vì nó là tuột ra như này. Cái thiết kế cũng khá là hay ho mà. Ok nhá, ok bạn Anh Huy Đỗ nhá. Thì nữa chúng mình sẽ chiếu Việt Nam đá bóng và để cho bị bay kênh nhá. Bạn sẽ xếp bảo là giờ trước em lướt Facebook có ông bảo nguồn bướm phèn, em biết địa chỉ, em đến nhà em đốt. Nguồn bướm không phèn nhá, nguồn của Superflower không phèn đâu nha. Có nên mua 30500? Thì thực ra thì đấy là còn tùy vào cái gì mà anh em mong muốn thôi. Nếu mà anh em thực sự mong muốn gọi là chất lượng, cái sức mạnh thuần đúng không, thì 2060 sẽ lựa chọn ok hơn. Còn nếu mà anh em muốn DLSS xịn này, hay là muốn muốn cái ray tracing xịn ấy, ray tracing cao cấp hơn ấy, thì chắc chắn là 3060 sẽ cao cấp hơn. Bạn Anh Huy Đỗ bảo là đoạn này hàng nhiều cửa hàng điện tử lắm, không biết vào đâu mà lựa. Anh em cứ ra Hà Con chúng mình, cửa hàng to nhất Hà luôn. Đấy, máy tính bán lẻ to nhất tại Hà luôn.
anh em mua mọi thứ luôn, mua tất cả mọi thứ từ máy tính lẻ này, máy tính văn phòng này, máy tính công sở này, máy tính chuyên dụng này, server server vùng ra thế ạ, ra Hacom chúng mình mua đảm bảo ok 43 thế hà nhá mọi người nhá, 43 thế hà thôi lấy làm nguồn xử lý nguồn nào trong vụ đâu chật quá thể luôn, nó bị mắc ở cái chỗ này, tôi giữ xem nào, nó mắc ở trên này, ai nó mắc vào cái chỗ này, ừ có mấy cái main to to tôi phải lắp góc khác này. Cho em hỏi việc hơi cá nhân, vì sao anh chọn con đường lắp PC? À tại vì bố mình đập PC của mình nên là mình mê thôi. Nó bị trượt nó khít. Em hôm nay hơn bao nhiêu tuổi rồi, thấy cái cây là bé như này phải gọi là hối rồi. Giờ mình sẽ lắp tới là một cây còn bé hơn nữa này cơ. Nhưng mà tất nhiên là mình sẽ không đi những cái bộ phận kiểu 3070 to đường này. Chị không hề nhìn thấy cái ốc còn lại đâu. Sau cái đống cây này. Vấn đề là đã nâng được chưa? Ở đây, đây là cả quả sút cho chúng mình mượn. Đấy, nào, gắn vô đi. Ôi, màu vàng à? Chị sao không mở hết ra trời, sao để lại còn thừa miếng làm gì cho chuột nó ăn à? Chị không biết là nó hết bao nhiêu slot. Cứ hết đi, cứ hết đi luôn đi. Bạn Tùng Dương Vũ bảo là thường công việc này có mệt không anh? Cũng bình thường các bạn, tùy vào các bộ máy chứ. Ví dụ như chẳng hạn như là anh em mà hỏi Master đi nước Tuấn Anh chẳng hạn. Ôi rồi anh Tuấn Anh sẽ kêu là mệt đến vô cùng luôn. Tại vì phải lắp quá nhiều bộ máy với những cái bộ nước cực kỳ là mệt mỏi. Thế những cái bộ đấy thì rất là mệt, còn những cái bộ lắp bình thường này thì rất là dễ thôi. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mà mình cái bộ ví dụ như bộ này mình lắp đúng không, thì tất nhiên là sẽ nhanh hơn một chút, nhưng mà nó cũng không đến mức quá là mệt đâu. Xong ok nhá, nhìn cho đẹp chưa, đẹp chưa, ui dồi ôi đẹp chưa này, chị Phương thấy như nào, đẹp chưa, thấy tự hào thành quả của mình không? Có tự hào một khối đúng không? Kiểu đặc sệt đúng rồi, một khối đặc sệt luôn rồi. Ok thì bây giờ cái việc đầu tiên mà em muốn chị làm đó chính là cắm thử và bật nguồn luôn đấy, nhớ đâu là có vấn đề gì thì mình có biết. Ok ok rồi. Bật nguồn chỗ này nào. IEO. Rồi nào, bấm thử. Để ngang đi. Nhờ, thế cái vỏ của quả cả dây nguồn là chán nhỉ. Thế phải nguồn này không ngang. Vừa. Để ngang đi. Ơi giật. Đây rồi, lên rồi. À, sợ thế. PC này có chơi Genshin không? Bốn PC này dư Genshin nhá. Thoải mái nhá. Ok, thì ôi quá từ. Hình như là đang đọc nhầm hay sao ấy. Ở đây thì nó ghi là 155, trong khi ở đây thì nó ghi là có 10 hay bao nhiêu này. Nhưng mà bây giờ tạm thời không nhìn vào số này đi, đây là số đúng. Ở đây nhá, CPU i7 mà có mỗi 55 độ C. Đấy. Cặp màn hình 3070, 2 fan thôi mà vẫn 67 độ C. Điều này chứng tỏ rằng là rất là mát. Đấy, đấy là rất là mát. Và cái quạt đằng trước này nó đang thổi gió để giúp cho cái luồng khí có thể thông thoát từ đằng trước ra đằng sau, rất là mát mẻ và không hề gặp bất kỳ vấn đề gì cả. Mình tính mua M3080 có xung nhịp cao mà hết hàng, xung nhịp thấp thì có hàng, xung nhịp ảnh hưởng nhiều tới hiệu năng chơi game không? Cái xung nhịp giữa hai con cảm hình cùng cấp ấy thì nó không ảnh hưởng quá là nhiều đâu, hiệu năng chỉ chênh được khoảng tầm 3 FPS thôi, nên là không quá đáng mua. Cái quan trọng là mua xem là cái tản nhiệt của nó có tốt không và cái hình dáng nó phù hợp với những cái nhu cầu của anh em không. Rồi, vậy thì với cái tựa game này chúng ta sẽ đạt được là mức FPS trung bình là 83 ở mức setting là Ultra High. Đó, full screen các thứ kiểu luôn, cả màn hình các thứ đều được sử dụng maximum rồi. Nhiệt độ thì có vẻ như đã tăng lên một mức tương đối là cao rồi, 67 độ này. Với cả màn hình là 73, không, lúc nãy là con CPU có 50 độ thôi. Đấy là đoạn đầu, về sau đến đoạn cuối là bắt đầu lên 60 độ rồi, em quên rồi. Vâng, ok. Nó bằng nhau đấy, hai đoạn đầu nó bằng hai. Rồi nói chung là cũng khá là ngon nghẻ đấy. Chào bạn Z Nam nha, không quên bạn nha. Anh nói chuyện khá hài hước, vui nhộn, thường những người lắp máy tính như thế nào đó. Nhưng mà anh hả? Chắc là khô khan hả? Nhưng mà Hoàng hài hước hơn đó hả? Hoàng hài hước hả? Hoàng hài hước. Vâng đúng không? Vâng. Hoàng hài hước. Cái gì? Sao nó cười ghê vậy? Nào. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Ok, Cyberpunk chúng ta nói chuyện hơi lâu rồi, Cyberpunk đợi hơi lâu cho mình rồi. Cyberpunk có benchmark, có benchmark luôn này, mới có benchmark nha. Mới có. Graphic thì chúng mình sẽ để ultra, mình để là ultra, ray tracing ultra luôn. Ok chưa? Sợ chưa? Ok, thì mức setting của chúng ta là ultra và mức FPS trung bình là 68.83 với mức FPS thấp nhất là 54 FPS.23. Chúng vẫn chơi tốt. Một mức FPS rất tốt. Arus Elite, cái phiên bản 3060 Arus Elite xấu kinh khủng khiếp ấy, thực sự xấu quá là xấu luôn ấy. Chị chớp đi, chị biết ngay tại sao nó xấu. Đây này, anh em ơi, nhìn đi, look at this. Nhìn đây, VNet. Look at this. Nhìn đi, ui dồi ôi, con này xong look LED nó nhìn trông rất là chán, nó cứ lè, nhìn trông như kiểu mấy cái chiếc cạc đến từ hãng Lý Hảo La trên trong Hong Kong gì đấy. Nó không đẹp đâu. Thế bây giờ làm gì nhỉ? Nó vừa bảo gì nhỉ? Mình cứ bảo ô tô lấy đồ. Đẩy cái ô tô luôn. Trời ơi. Đẩy cái con nào đây? Đẩy con này á? À thằng này à? Đây, thấy rồi. Đây rồi. Yo, come. Rồi. Đẩy đi bro. Áo nhỉ?
giữ E bấm E đấy. À, đấm đấy. Đấy, ôi. Hoàng dại quá. Ok, thì đang ở mức là very high. Và chúng ta đã đạt mức FPS là 176. Khá là ngon nghẻ đấy. Game này chất hơn Cyberpunk đấy anh. Mình cũng chưa chơi game này anh em ạ. Mình chỉ biết là một tựa game có một dàn gọi là zombie cho nó xông vào cho đánh mình thôi. Và mức FPS hiện tại khi mà mình đang cưỡi xe trên đường sau một thằng đàn ông thì là 129 FPS tới 130 FPS. Nói chung là trung bình rơi vào khoảng tầm 144 tới... À, đang giảm dần rồi. Thì nói chung là khoảng tầm 140 mấy gì đó. Khá là ok trong với một cái tựa game như này đang ở mức setting ở very high. Thực sự là game này cũng khá là đẹp. Nếu mà mình có một cái màn hình 4K đấy thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Mà cái chiếc 3070 này thì cũng rất là ok luôn. Thế thì cái bộ máy này nếu mà anh em muốn tham khảo những cái linh kiện nó, em có thể search những cái linh kiện này ở trên trang web Hacom của mình. Chắc chắn là có hàng tại nhiều rất là nhiều các cơ sở khác nhau để anh có thể mua và mua cho mình một bộ máy y tế cực kỳ là bá tránh như này. Đây có thể nói là một bộ máy y tế cực kỳ là tốt trong tầm giá 50 triệu, đúng không? 50 triệu mà có 3070, có i7 rồi. Đấy là một mức giá rất là ổn áp luôn. Mà đặc biệt là anh em đang có RAM DDR5 rồi. Thế nên là sẽ gọi là trong tiếng Anh gọi là future proofing ấy, tức là đảm bảo cho tương lai sau này kể cả đổi main vẫn có thể lắp được. Đó, tại vì trong tương lai nhá, AMD sẽ là full DDR5, không có DDR4, không có option DDR4 cho anh em luôn. Hơi buồn đấy. Thôi, nói chung là cái buổi livestream này rất là vui và hy vọng anh em cũng tìm được niềm vui như chúng mình. Thì hy vọng rằng anh em cảm thấy video này hay, cái livestream này hay và tuần tới quay trở lại với em chúng mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.